Ok, xin chào tất cả các bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em mình cái nền tảng fpay.co. Và đây là cái nền tảng giao dịch nick đúng không ạ? Và trong cái nền tảng này tất cả các user sẽ ngang quyền với nhau. Thì nó có một số những cái chức năng như thế này. Ví dụ như là một số anh em mình đang là đại lý rồi là phân phối đúng không ạ? Là khách hàng của admin thì khi mà sử dụng cái này sẽ như thế này, nó sẽ chức năng là một đó là xuất file đúng không ạ? Xuất file dữ liệu, ví dụ như là bạn muốn bán hàng cho người khác đúng không? Bán cái nick này cho người khác thì bạn có thể xuất file. Đây ví dụ như là tôi sẽ chọn một nick thôi đúng không ạ? Đây ví dụ bán một nick thì chúng ta chọn một nick và chúng ta xuất file. Ở đây thì chúng ta sẽ xuất đầu tiên là xuất UID, là cái ID đăng nhập, xuất path, xuất cái 2F3 mã bảo mật 2F3, cookie, email và path email và bấm tải xuống. Tại vì sao lại xuất phát theo cái cú pháp này đúng không ạ? Cú pháp là ID, path, 2FA, cookie, email và path email. Tại vì cái hướng dẫn ấy, admin đã làm rồi, có nghĩa là hướng dẫn cách đăng nhập khi mà mua nick bằng 2FA thì đã làm cái hướng dẫn rồi, nên thành ra là mình xuất theo đúng cái quy trình này để gì ạ? Mình sử dụng luôn một cái hướng dẫn đăng nhập đúng không ạ? Một cái video hướng dẫn đăng nhập, không cần phải làm lại video hướng dẫn đăng nhập nữa. Ok, bây giờ bấm tải xuống. Đấy, tải xuống thì bây giờ tải xuống đây chúng ta sẽ lưu vào một cái mục đúng không ạ? Test, ví dụ như là test. Đây, nếu mà bán cho ai đấy thì mình ghi rõ tên tuổi của người ta luôn. Thì đây, khi mà nó sẽ xuất ra được là đây này, đầu tiên là ID này, bát này đúng không ạ? 2FA đúng không ạ? Rồi cookie này, rồi đằng sau đây là email và path email đúng không ạ? Email và path email, đây là bằng hotmail này. Ok chưa ạ? Và đấy là chức năng đầu tiên nhé. Thì chức năng thứ hai là ví dụ cái nick này đã bán rồi đúng không ạ? Cái nick này bán rồi thì mình sẽ chuyển nó tới cái mục mà đã bán, mình tạo ra một cái thư mục đúng không ạ? Chỗ này có chức năng tạo thư mục, ví dụ đã bán này, đã bán một đúng không ạ? Ví dụ đã bán một thì ở đây nó là tạo cái thư mục con. Còn nếu như mà chúng ta bấm vào tất cả đúng không ạ, và chúng ta tạo thư mục ở đây thì ví dụ đã bán hai đúng không ạ? Nó sẽ tạo đây, ví dụ như là chúng ta vừa bán cái nick này, bây giờ chúng ta di chuyển qua cái đã bán hai là mu data select đúng không ạ? Đã bán hai này xác nhận thì cái nick này đúng không ạ, nó sẽ di chuyển qua cái bên này, thấy không ạ? Để làm gì ạ? Để khi các bạn bán cho ai đó đúng không ạ, bạn đã bán rồi thì bạn cho nó vào trong cái danh mục cái đã bán để cho đỡ bị nhầm lẫn, còn lại trong cái mục chung thì nó vẫn còn ở đây đúng không ạ? Ví dụ tôi muốn chuyển lại, tiến chuyển lại ở đây thì ví dụ như là vào mu data select vào cái nick đầu tiên 50 xác nhận. Ok thì các bạn sẽ nhận được lại cái nick như vừa xong đó đúng không ạ? Thì bây giờ là vừa xong là có một bạn đang đang muốn mua 10 nick của mình đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ chuyển có một cái chế độ là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và đây là nó có chức năng là di chuyển giữa hai cái user với nhau đúng không ạ? Gọi là move data to another user, có một qua một cái gì ạ? Qua một cái người nhận khác. Đấy, bây giờ là ví dụ như là bạn này đang mua của tôi này. Đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ gửi vào đây. Xác nhận. Ok, và nó đã gửi thành công 10 nick này qua. Ok. Và yêu cầu cái bạn ở dưới của mình ấy là bấm F5 để xem nhé, xem kết quả nhé. Qua đây. Ok, tôi sẽ yêu cầu chụp màn luôn ở đây ạ. Rồi. Đây là cái những cái chức năng đúng không ạ? Có thể là chuyển nick này qua nick kia lên một cái nền tảng giao dịch trung gian giữa các cái user với nhau. Hai nữa là cái nền tảng để quản trị, mình có thể nhập vào đây để mình quản trị cái nick của mình, đúng không ạ? Bản thân thì cái nền tảng này trong tương lai đúng không ạ, nó sẽ có những cái chức năng là như kiểu là gỡ checkpoint, chúng ta sẽ để vào đây nó sẽ gỡ tự động gỡ checkpoint đúng không ạ? Tự động nuôi nick hay là API qua những cái công cụ như là Auto Market Play hay là like hay là kéo kéo like rồi là kéo mắt đúng không ạ, vân vân. Đấy, ok. Đấy đấy, bên bạn này đã gửi qua này đúng không ạ, và yêu cầu là chuyển khoản thôi, chuyển khoản xong là xong đúng không ạ? Thì đấy là một số cái chức năng và cái nền tảng này nó rất là hay để quản trị nick của mình, và mình bán nick trong anh em mình nó rất là thoải mái và quản trị rất là bảo mật. Ok, chúc tất cả mọi người thành công nhé.